Thưa đại chúng, ngày xưa có một bà Phật tử. Thì bà đi đến một vị thầy. Bà than với thầy là bà rất là cô đơn. Bà không biết làm sao để có thể tỏa ra được cái sức hấp dẫn để cho mọi người có thể thương quý bà. Bà không có người để chia sẻ, không có người để mà tâm sự. Thì Hòa Thượng mới dạy rằng mình hãy nhìn lại xem coi mình phải có tu thiền. Bà mới hỏi tu thiền là tu làm sao? Con ngồi thiền, ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Hòa Thượng nói không, tu thiền là làm sao mỗi ngày bà phải nói thiền, âm thiền, làm việc thiền và tâm thiền. Chữ thiền là gì? Thiền nghĩa là khi nào mình biết dừng lại sự lăng xăng, sự náo động, để rồi chúng ta trở về được với cái giây phút hiện tại thì gọi là thiền. Ví dụ giờ phút này chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi đây và chúng ta đã dừng hết mọi sự lo lắng gì bên ngoài, vì mình đã biết ngày hôm nay mình muốn đến đây. Và mình đã cố gắng, mình sắp xếp hết tất cả công việc rồi để mà giờ phút mình ngồi đây được yên. Thì hãy ngồi đây cho thật yên, không còn lo lắng, bâng khuâng gì nữa. Thì ngồi đây là ngồi thiền. Một lát nữa mình nghe xong buổi pháp thoại rồi, mình ra ngoài mỗi người được một hộp cơm và mình ngồi ăn với bạn đạo với nhau là ăn thiền. Và một lát xong hết rồi mình lái xe mình đi về, mình lái rất cẩn thận, mình biết đường nào mình phải đi thì gọi là đi thiền. Vậy thì thiền á, không phải chỉ ngồi trên tọa cụ bồ đoàn, mà thiền nghĩa là chúng ta ý thức rất rõ mỗi giây phút trong cuộc sống. Trong suốt một tuần lễ này á, từ thứ bảy tuần trước cho đến thứ bảy tuần thứ sáu vừa qua đó, là không ngày nào Hòa không bay. Mỗi ngày bay chuyến bay. Sáng ra phi trường bay đến cái địa phương đó, nói chuyện xong hay làm việc gì xong rồi là tối chiều lại ra phi trường bay tiếp. Mà bay suốt một tuần lễ. Thì quý vị biết rằng Pháp Hòa phải làm gì? Máy bay thiền. Thiền máy bay. Lên trên máy bay mà ngồi thì lúc đó là nó mệt rồi á, thì mình nghỉ. Và nghỉ xong rồi bắt đầu mình ngồi, mình tĩnh lặng để mình chuẩn bị coi mình sẽ chia sẻ những gì trong những cái buổi giảng sắp tới. Và có những lúc á, máy bay nó trễ, mình phải làm sao cho kịp đến cái cổng kia để mình không bị trễ chuyến máy bay. Bình thường là mình đi mặc áo tràng, đi khoan thai, nhưng mà có những lúc phải săn áo lên chạy thiền để cho nó kịp cái chuyến máy bay đó. Không thôi là cái người người ta đi đón mình tăng bên kia, người ta ngồi là chờ thiền. Thưa thiền là có nghĩa là mình rất là rõ khi việc gì. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn làm tất cả những việc. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại xưa nay những gì chúng ta nói, làm, nó có tốt hơn, nó có hạnh phúc hơn không? Mà nếu chưa thì bắt đầu mình thêm gia vị. Tu là mình khéo thêm khéo bớt thôi. Có nhiều khi mình dùng cái món đó nó mặn quá, mình thêm chút nước hay là vắt tí chanh, tự nhiên nó dịu cái đó lại. Mà nó lạc quá, mình thêm chút muối, chút nước tương. Nói chung là mỗi bữa ăn của mình, có nhiều khi mình có thói quen là trước khi mình ăn, mình lấy cái muỗng, mình múc miếng, mình nếm một cái, để coi coi nó vừa khẩu vị mình chưa, trước rồi mình mới nêm lại. Thế thì tại sao khi chúng ta nói, chúng ta không thử nếm thử chút lời nói của mình? Có nghĩa là nghĩ lại một chút coi lời nói này sẽ chuyên chở cái gì cho người kia. Vì khi chúng ta ăn, chúng ta muốn thử coi
chút coi nó ngon không. Thậm chí mình nấu một cái món gì mình bẻ ăn miếng mình nhai thử, và thậm chí mình mời người khác thử phụ mình nữa. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta muốn vừa ăn và rất ngon, thế thì tại sao chúng ta không nghĩ lại một chút những gì chúng ta nói chúng ta làm? Mà có nghĩ lại như vậy gọi là nói thiền. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ có một câu rằng tôi là vậy đó, chịu không chịu theo. Tôi là vậy thì nó dễ rồi, thì ai cũng sẽ để yên mình như vậy, và mãi mãi mình sẽ như vậy và không gì khác hơn. Vậy thì có gì nữa đâu nói. Còn nếu mình muốn mình có khác hơn thì cái cách nói của mình nhiều khi cũng cùng một cái ý đó, nhưng mà cái âm thanh diễn đạt nó làm cho người ta sẽ cảm nhận nó khác. Có nhiều khi mình nói tôi không thích, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho người ta cảm nhận giống như mình đang bực bội, mà thiệt sự mình không có bực bội. Nhưng mà cái âm điệu của mình. Pháp Hòa nhớ ví dụ như mình đi lên xe bus đó, người Mỹ họ nói chuyện nghe nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, người của mình lên xe bus giống như mình đang cãi lộn vậy đó. Mà mình hay dùng cái từ là xí xô xí xào. Có nhiều khi mình không có cãi lộn mà cái mình lớn tiếng mình nói làm cho người khác cảm nhận như là mình đang gây lộn. Quý vị biết không, Pháp Hòa đi những chiếc máy bay phía Á Đông á, lên máy bay là nó ồn từ đầu cho đến đuôi. Nhưng mà mình đi những chiếc máy bay của Mỹ á, im văn vắt. Pháp Hòa bay từ Vancouver của Canada bay qua Sydney của Úc á, là 15 giờ đồng hồ. Trên máy bay là chỉ ồn á, là đến cái giờ ăn thôi, người ta phát thức ăn rồi người ta ăn, người ta nói, chứ còn ăn xong tắt đèn cái là khò hết, ngủ hết. Còn không là người ta đọc sách, người ta nói chuyện vừa nghe, nói chung là không có ồn ào. Vậy thì cái âm điệu cho quý vị thấy á, bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, có nhiều khi mình đi vô chùa mình nghe tụng kinh, mình cũng thích ai tụng nghe hay đúng không? Nhiều khi cũng là bữa tụng kinh mà có nhiều người tụng mình nghe mình muốn bỏ tu luôn. Nói như vậy không có là mình chê người ta tụng dở, nhưng mà ý nó có nhiều khi á, mình biết là trong cuộc sống á, ngay cả tụng kinh mà mình còn khen với chê, thì huống chi trong cuộc sống mình nói chuyện hàng ngày. Cho nên cái âm thanh á, nó cũng quan trọng. Cho nên trong Phật chúng ta, trong đạo Phật có cái phẩm phổ môn quán âm, thì trong đó có một câu là phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Có những cái tiếng phạm, tiếng hải triều, phạm âm, hải triều âm, có những lúc nó êm dịu và có những lúc nó hùng hồn. Nhưng mà cái hùng hồn đó nó làm cho người nghe chấn động, chuyển hóa. Cho nên chùa mới có chuông trống bát nhã. Có những lúc chùa chỉ có một bộ chuông mõ khi tụng kinh, tiếng chuông, tiếng mõ nhẹ nhàng. Và có những lúc tiếng trống, tiếng chuông ầm ĩ làm cho người nghe chấn động. Đó là những âm thanh của hải triều. Còn chuông mõ là phạm âm, chuông trống bát nhã là hải triều âm. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có những lúc mình nói mạnh, nhưng mà trong cái tiếng mạnh đó nó có khả năng chuyển hóa cho người. Mình không nói bằng cái tâm ghét. Một người mẹ rầy đứa con, giận đứa con, hét đứa con, nhưng mà sau khi hét xong rồi không có hận thù. Nhưng mà giữa bạn bè với bạn bè mà hét với nhau rồi đó, thì cái tàn ẩn sau đó là gì? Đó là sự ghét bỏ, sự hận thù. Hai cái nó khác. Cho nên mình phải có tâm thiền. Nhiều khi mình nói mà mình nói không bằng cái tâm, người ta không cảm được. Cũng một cái bài hát đó mà mình nghe người ta hát là đúng bài, đúng bản, đúng âm, đúng điệu mà không cảm gì hết. Nhưng mà có những người người ta hát không đàn, không trống, không gì hết, mà người ta hát ra mình cảm được. Tại vì họ hát bằng âm nhạc của trái tim. Cho nên thơ là gì? Thơ là tiếng nhạc lòng. Thơ là nhạc lòng. Trong khi tâm hồn mình như thế nào thì mình sẽ diễn đạt nó ra lời thơ. Và đôi khi thơ không có vần, không điệu gì hết, nhưng mà nghe rất hay.
thơ tự do. Thí dụ mình đọc một cái bài 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Đâu có vần điệu gì mà nghe lời thơ rất hay. Tôi không ngủ mơ đâu, thật mà trời hôm nay đẹp lắm. Có những lời thơ mà người ta đi ra từ cái trái tim của người ta. Cho nên nhạc sĩ, thi sĩ, người ta làm thơ. Có nhiều vị người ta làm thơ xong người ta in một tập thơ, ta in thơ cho mình đọc và người ta viết một cái lời. Thơ là nhạc lòng, là những gì tận trái tim tôi muốn bày tỏ. Tôi không cần khen, chê, bình, phẩm, chỉnh, cú, phủ, đính gì cả. Không gì ráo trọi, chấm hết. Ta làm xong một tập thơ, ta in thơ cho mình đọc. Nhưng mà người ta chỉ bày tỏ trái tim người ta. Bởi vì thơ thì không có chỉnh đốn gì hết. Đó là nhạc lòng của người ta. Thì ở đây cũng vậy. Vị Hòa Thượng dạy cho tất cả chúng ta. Thiền có nghĩa là chúng ta có cơ hội, chúng ta quay trở về, chúng ta nhìn lại bản thân. Tại sao mà tôi không được người ta thương, không được người ta quý? Thì mình hãy nhìn lại cách nói của mình, cách sống của mình. Và thưa đại chúng, là người Việt mình có cái danh từ là hấp dẫn. Chữ hấp là gì? Hấp là thu hút. Chữ dẫn là kéo lôi. Thí dụ mình gặp một cái người đó đẹp quá, thì ngay cái nét sắc đẹp của người đó nó hấp mình liền. Và tự nhiên người đó quẹo cái mình quẹo theo. Người đó ngồi cái mình giả bộ mình kiếm ghế ngồi gần đó, giờ người đó dẫn mình rồi đó. Và cái người đó hấp dẫn mình rồi. Cho nên chữ hấp là nó hút, chữ dẫn là nó lôi. Tiếng Anh dịch là attraction. Ai cũng muốn hấp dẫn hết đó. Nhưng mà người ta có một cái công thức để tạo ra cái sức hấp dẫn. Bởi vì hấp dẫn là một cái lực, cho nên là kêu sức hấp dẫn. Đức Phật cũng có lực hấp dẫn của Đức Phật. Ngài A Nan á, khi mà được Đức Phật hỏi là: "Này A Nan, thầy nghĩ sao về Như Lai mà thầy chịu đi tu?" Ngài A Nan nó bạch Đức Thế Tôn: "Tại con nhìn Đức Thế Tôn, con thấy Đức Thế Tôn đẹp quá cho nên con đi tu. Chính vì cái đẹp mới chịu đi tu." Thì chính Ngài Nan Đà là anh em, gọi là cùng cha khác mẹ với Đức Phật, cũng như vậy. Cái ngày mà Nan Đà cưới vợ, Đức Phật về dự đám cưới. Dự đám cưới xong rồi, lịch sự mà, tiễn Phật ra cửa. Phật mới ra tới cửa thôi, Phật đưa cái bát cho Ngài Nan Đà cầm. Cái Ngài Nan Đà cũng lịch sự tiếp cái bát. Rồi bây giờ sao ổng không chịu lấy lại? Phật đi, Phật cứ nhắm trước đi mà lịch sự quá. Tiễn mà sao thấy tiễn hoài, người ta nói tiễn nhau ngàn dặm cũng phải chia tay. Ổng trong câu đó mà sao không nghe thật Phật nói vậy? Phật về tới tịnh xá luôn. Ngài Nan Đà cũng phải ôm cái bát đi theo tới tịnh xá. Rồi Phật leo lên trên cái chỗ ngồi, Phật thuyết làm sao cái không thấy. Bạch Đức Thế Tôn, em muốn đi tu. Mới cưới vợ đi tu. Vậy mà vô ngồi thiền, ông đâu có thấy gì ngoài cô vợ không đâu. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống á, cái sức hấp dẫn á, là một cái sức bình thường thôi. Ngay cả một cái vị ca sĩ, người ta hát hay, nhưng mà nếu người ta có được cái ngoại hình mình cũng thích, đúng không? Ca sĩ là phải có ngoại hình ngoài việc hát hay. Thôi đừng nói chi ca sĩ, ngay cả tu sĩ mình cũng có cái cảm giác đó. Tức là thầy giảng hay sư cô giảng, mà nếu sư cô hay thầy có cái tướng hảo mình cũng thích, đó mình phát tâm. Cho nên cái sức hấp, cái chữ hấp dẫn á, là nói theo tiếng thế gian. Tiếng thế gian người ta nói hấp dẫn.
Và cái tiếng hấp dẫn là tiếng Việt, mình bày tỏ cái sự cuốn hút và kéo lôi của người đó. Mà người người đời ấy, người ta đưa ra những cái luật, những cái công thức để làm sao mình có thể tạo nên sức hấp dẫn. Trước hết là nụ cười. Cái nụ cười là cái gì nó rất là cần trong cuộc sống, mà nó phải được thể hiện mỗi buổi sáng khi bắt đầu chúng ta thức dậy. Sáng ngủ dậy mà không cười, có nhiều khi mình gặp một người nào đó sáng dậy người ta không cười, mình nói làm sao? Trời ơi, tự nhiên sáng sớm không có mùa xuân. Cho nên cái nụ cười rất là quan trọng. Mà ngay cả mình còn định nghĩa một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Cho nên mình mới có bài kệ thức dậy. Khi ngủ dậy mình đọc liền bài kệ nha: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mà mình cười á, nó cũng có nhiều kiểu cười lắm. Cười ngạo nghễ, cười khinh chế, cười khinh miệt, rồi cười đắc chí, cười buồn khổ. Quý vị có thấy người ta cười buồn khổ chưa? Há 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 mà nhức cái bứt tóc. Còn có những nụ cười người ta cười thoải mái như nụ cười của Di Lặc. Cho nên ở trong chùa hay để cái hình bộ tượng Bồ Tát Di Lặc cười, đó là cười hoan hỷ. Còn mình cũng cười, mà thấy ai làm gì sai cái mình cười. Còn ta làm trúng mình không có cười nổi. Cho nên nó ngược vậy, cho nên mình không có được hấp dẫn. Nụ cười, cách ăn mặc cũng là một cái cách hấp dẫn người khác. Cho nên ngay cả một cái vị tu sĩ cũng vậy. Khi đắp một cái lá y lên, thì không phải là mình tròn cái lá y lên, đắp y lên rồi nó xề xòa, nó làm sao cũng được. Không, đắp y nó có cái cách đắp, làm sao người ta nhìn vô cái vị người tu sĩ đó đắp một cái tấm y mà thân tướng trang nghiêm, mà người ta nhìn người ta phát tâm. Cho nên quý vị thấy cuộc sống của chúng ta nè, tại sao chúng ta phải làm đẹp? Vì chúng ta muốn tạo cái sự hấp dẫn cho người khác, chú ý của người khác. Mình sửa tóc, làm mặt nè, ăn mặc nè, rồi cách mình ăn uống lên một bàn ăn, nó cũng tạo nên cái quý phái của người ta, để ta để ý tới mình. Thì người ta đưa ra những cái việc, ví dụ như một trong những sức hấp dẫn là biết lắng nghe. Người đó chịu khó ngồi lắng nghe, biết lắng nghe rồi biết chia sẻ, biết học hỏi, tại vì có nghe mới có học. Chứ người ta thường nói, người ta cần 3 năm, chỉ cần 3 năm để biết nói, nhưng mà người ta phải để ra cả đời để học nghe. Tại đa số con người chúng ta là thích nói nhiều hơn thích nghe. Có nhiều khi người ta nói mình chen vô không có chỗ. Mình ngồi đó mình nghe người ta nói, mình muốn dừng pause. Thường thường cái máy hát rồi nó có cái nút xèo chéo chéo hai xuống đây, mình muốn dừng bấm lại, còn cái này nó có nút đó. Nó có nút play không à? Rồi khi nào nó hết băng nó tự xì tớp. Rồi cho nên trong cuộc sống tu thiền á, mà thưa đại chúng, là khi mà chúng ta học Phật, mà chúng ta thấm nhuần Phật học rồi á, thì chúng ta sẽ thấy được đạo Phật dài ở trong cuộc sống của chúng ta, mà không chỉ ở trong kinh sách. Vì kinh sách chỉ cho chúng ta cách tu, cách sống, nhưng mà chúng ta phải làm sao vận dụng được cái lời Phật dạy ngay trong cuộc sống của mình. Thậm chí ở trên TV hay bất cứ cái chỗ nào, nó đều là một bài học cho tất cả chúng ta hết. Hồi sáng này có một vị Phật tử có pháp danh là Tịnh Học, thì Pháp Hòa mới giải thích cái chữ Tịnh Học. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta đã học rất nhiều những bài học đau thương, thành bại, được mất, thương ghét, vân vân. Rồi cuối cùng có một bài học tuyệt vời mà chúng ta học, đó là học cái tịnh, cái lắng,
Tại vì cuộc đời mà thương ghét mất còn hơn thua là nó cứ xảy ra miết thôi. Bây giờ chúng ta cần học được cái tịnh, mà một khi tịnh rồi thì mấy cái đó nó bình thường đối với mình lắm. Cho nên Như Lai là vậy đó. Như là như như bất động, Lai cứ đến cứ đi. Cuộc đời đến rồi đi, còn mất được thua, khen chê, nó cứ có bao giờ nó dứt đâu. Thí dụ như mình ấy, trời ơi tôi năm nay tôi tuổi dần nha, mình năm nay năm thân nha, bởi nguyên năm nay tôi xui quá, thôi hy vọng năm tới cái tôi nhẹ. Rồi cái bước qua năm tới cái không phải cái năm đó nữa. Mình tuổi dần mà năm thân hết, năm thân rồi tới năm gì? Năm năm Dậu. Có chắc là nó không còn chuyện gì xảy ra không? Cái chuyện mà trục trặc trong cuộc sống là chuyện bình thường. Chẳng qua mình cứ bị ám ảnh tuổi mình là dính cái năm đó là nó có chuyện. Bộ không có năm đó mình không có chuyện gì sao? Nhưng mà mình cứ bị dính cái đó. Cho nên khi mình hiểu được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó làm sao? Nó tịnh, nó lắng, nó im ra. Tại vì tất cả nó đã cho mình một bài học hết rồi. Hơn thua được mất, phải quấy, khen chê, nó là những cái đối đãi trong cuộc đời này. Cho nên Pháp Hòa mày đi khai thị cho một người sắp mất á, Pháp Hòa nói, thí dụ một vị đó lớn tuổi, bác ơi, năm nay bác đã được 80 tuổi rồi. Trong 80 năm qua, bổn phận của bác đối với cha mẹ, đối với chồng con, đối với các cháu, đối với tất cả người thân đã trọn rồi. Những gì bác cần làm, bác đã làm hết rồi. Tất cả những hương vị cuộc đời bác nếm hết rồi. Vui, khổ, được, mất, thành, bại, tất cả nếm hết rồi. Bây giờ không còn gì để mà mình phải dính mắc nữa hết. Đã đến giờ phút buông xả tất cả, để mình có thể nếm được một hương vị tĩnh lặng. Thưa đại chúng, có nhiều khi á, mình rất cần một ngày yên tĩnh. Tại vì hình như là một năm 365 ngày, không ngày nào mình không phải có việc để mình phải đối đầu, phải lo. Và có những giây phút mình nói trời, tôi ước gì á, tôi được có một sự yên lặng. Cho nên Đức Phật mới nói không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm hồn. Tại vì khi tâm hồn mình tĩnh lặng rồi thì mình sẽ thấy một niềm vui nhẹ nhàng và nó đặc biệt lắm. Mà cái đó từ đâu mà có được nếu chúng ta không có chuyển hóa. Bây giờ ví dụ tập về nè, mình nói trời ơi tôi muốn yên tĩnh ghê vậy đó, thử bữa nào không iPhone mình đi, mình có chịu ngồi yên đừng bắt phone phone người ta không? Ủa sao cả ngày nay không thấy iPhone người ta? Cái bắt đầu mình giả bộ, mình không biết cái phone tôi nó có hư không ta. Cái là cầm cái phone lên bấm bấm bấm, chị gọi lên giùm em coi phone em có hư không. Là mình đi kiếm cái sự, mặc dù miệng mình vẫn nói là mình muốn yên tĩnh, nhưng mà ít khi nào mình nhận được cái sự yên tĩnh đó. Thưa đại chúng, mà nói như vậy để rồi cho tất cả chúng ta thấy được một cái tập nghiệp, cái tập khí sống của chúng ta. Miệng thì muốn tịnh mà tâm mình không muốn. Cho nên mình mới có cái nhu cầu đi kiếm, đi tìm đó. Thôi thôi tôi sợ tình yêu quá rồi, giờ không ai yêu tôi khỏe ghê vậy đó. Nhưng mà thử cái duyên nào tới cái mình hay sao? Chắc nghiệp. Chứ nếu mình say no với nó khỏe rồi. Cái tới hồi mà dính vô đâu được chừng mấy tháng cái làm cái rầm xuống nói thiệt á, tôi tránh rồi mà cũng khỏi. Cho nên là chúng là thiền là vậy đó.
Thiền nghĩa là mình có cơ hội mình nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã sống, đã đi qua. Thiền không phải chỉ là những cái gì chúng ta nói. Đạo Phật không phải là những lý thuyết suông. Đạo Phật là những cái thật sự đang sống hiển hiện trong cuộc sống của mình. Thí dụ mình ăn, mình lúc nào mình cũng thôi tập dễ dãi đi, tập du di đi, nói theo tiếng Tiều là xứng sái bò lái bò khử đi. Mình cứ nói vậy đó. Nhưng mà mình thử hôm nào mình ăn cơm mà thiếu miếng ớt, mình có ok không? Hay là mình cứ ngồi mình nhăn, ăn này thiếu cay đâu ngon, mà cứ nhăn nguyên buổi mà cũng hết tô. Thật sự không tội lỗi gì hết khi mình phải nói những điều đó. Nhưng mà nếu mình muốn tu hay là mình muốn thực chứng đạo Phật là ngay cái lúc đó. Có thì mình hưởng, không có thì mình ok được. Ok được là Phật đó, là đạo Phật đó. Mình ở cái xứ lạnh như là Canada mà cứ mùa đông nào cũng ngồi rên hết á. Trời ơi lạnh muốn chết mà chẳng thấy bao giờ chết. Ở xứ lạnh thì nó phải lạnh tới cái mùa đó là nó phải lạnh thôi. Nếu mà nó không lạnh là chuyện bất thường đó. Nếu ở xứ lạnh mà tuyết không có, trời không lạnh, đó là một triệu chứng của bất thường. Còn quý vị ở xứ nóng mà tự nhiên cái năm này nó lạnh cực kỳ, đó là triệu chứng của bất thường. Còn nếu những cái gì nó thường thường nó xảy ra, đó là bình thường. Mà đôi khi chúng ta cứ không bao giờ thích cái bình thường. Mà ai hỏi tới lúc này sao? Dạ bình thường, chán phèo. Sao đời tôi không có gì đặc biệt hết, bình thường quá. Mà hãy nó bất thường nó tới cái chợ, tôi chỉ muốn bình thường thôi. Mình đâu có muốn bất thường, mình muốn bình thường mà. Phải không? Cho nên có một cái câu thơ: tôi mong mình yên lặng như người mong bình thường. Tôi mong mình, cái tâm mình được yên lặng như bao nhiêu người khác người ta mong bình thường. Giống như một cái chết, ai rồi cũng sẽ chết, ai rồi cũng sẽ đi qua thôi. Cho bà nhớ có một cái bài, một cái câu mà một vị hòa thượng diễn đạt ra trong khi mình cúng linh đó. Tử sanh là ải cũng đi qua, đi mãi sao ai chẳng đến nhà. Ai cũng sẽ đi qua cái con đường này mà hình như chúng ta đi hoài mà không tới nhà. Trịnh Công Sơn cũng diễn đạt cái câu đó: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày quá. Đó, mơ mộng cho nhiều rồi cuối cùng đó, một bờ cỏ non một bờ mộng mị thôi. Đó là cái lẽ thật của đời mà mình không nhận. Mà mình khi mình không nhận tức là mình thiếu tu thiền. Mà mình không nhận được lẽ thật tức là mình chưa thấy được cái thực chất của Phật dạy. Tất cả chúng ta dù đã quy y hay chưa quy y, ai cũng là đạo Phật hết. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Nếu chúng ta sống mà chúng ta thấy rõ mỗi con đường chúng ta đi mà nó có tỉnh giác là chúng ta là đạo Phật. Dù chúng ta chưa hề bước tới chùa, dù chúng ta chưa bao giờ lại Phật, hay là thậm chí chúng ta không tin Phật, nhưng mà chúng ta cứ tin lẽ thật, đời nó sẽ có những cái đó. Và nếu chúng ta phát được cái thiện tâm thiện chí là mình muốn sống lành thiện tốt hơn. Người ta nói hùm chết để da, người ta chết để bảo hiểm. Cái bảo hiểm của chúng ta đang có là một cái bảo hiểm bình an của mình. Bảo hiểm đó mới cần. Còn cái bảo hiểm mà mình mua mấy chục ngàn đó, vừa bảo hiểm nhân thọ đó, mà ở cái xứ Mỹ, nói chung là xứ Mỹ, xứ Canada của mình là giống nhau nhiều thứ lắm. Hễ có cái xe là phải có bảo hiểm xe, có nhà bảo hiểm nhà, có gì phải bảo hiểm nấy. Nhưng mà không có một cái bảo hiểm nào cho bằng một cái bảo hiểm an toàn của lòng. Có cái bảo hiểm nào mà nó bảo đảm đâu. Mình có tiền mua được bảo hiểm nhưng mình đâu có thể mua được sự bình an.
Cái bình an đó không ai bán được. Cho nên chúng ta phải tu thôi à. Mà tu nghĩa là gì? Là chuyển. Tu nghĩa là chuyển. Hồi xưa mình cũng có cái tật đó đó. Thôi giờ mình thử bỏ cái tật đó coi coi. Mình sống mấy chục năm với cái tật đó rồi, mình thấy việc gì nó đã xảy ra rồi. Bây giờ thử giờ đừng có tật đó nữa, coi có gì khác hơn không. Thấy khác hơn liền. Bỏ cái tật cằn nhằn, lúc này tôi thấy vợ tôi tươi hơn. Con cái tôi bây giờ nó dễ dàng, nó tới với tôi hơn. Tại vì tôi gặp nó đâu là tôi hét, tôi la nó tới đó. Nó rất là stress mỗi khi nó gặp tôi. Vậy tôi biết rồi, tôi thấy cái kiểu này rồi đó. Bây giờ tôi muốn đổi cái kiểu khác. Tôi biết lắng nghe con cái, và khi nó nói cái gì, tôi muốn nói cho nó nghe một cách tế nhị nhẹ nhàng, thử coi nó ra sao. Con nó cảm nhận khác liền. Cho nên quy y tăng á, nghĩa là quy y một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Ở nhà mình vẫn là một đoàn thể của tăng. Mình sống như thế nào để trong đoàn thể đó có hòa hợp, có an tịnh là quy y tăng. Cho nên quý vị đừng lầm là quy y tăng chỉ là quy y với mấy thầy. Mấy thầy là xuất gia tăng. Gia đình mình cũng là một đoàn thể, một tăng. Quy y Tam Bảo rất thực tế, không có gì xa xôi. Quy y Phật nghĩa là nương tựa về Đức Phật, một người thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho mình. Quy y Pháp nghĩa là hướng về, nương tựa vào con đường chỉ dẫn cho chúng ta sống tốt, sống lành, sống thiện. Quy y Tăng là nương tựa vào một đoàn thể mà chúng ta đang sống đây, và hãy làm cho đoàn thể này thanh tịnh hòa hợp hơn nữa. Đâu có gì xa vời. Tôi muốn nhà đình tôi yên nè, là tăng yên, thì hãy nương tựa Pháp. Phật dạy mình cách nào để gia đình mình yên rất là rõ ràng, chứ không có cái gì mà gọi là mơ hồ hay là cao xa mà mình làm không được hết. Có nhiều người sợ quy y, quy y xong rồi không làm được cái việc đó tội. Nhưng mà nhờ mình có phát nguyện cho nên biết chỉnh, mặc dù chưa thuần tốt nhưng mà ít ra có chỉnh sửa. Ví dụ như nãy giờ cái âm thanh này, Pháp Hòa nói chứ Pháp Hòa biết là có người chỉnh sửa lên xuống mấy lần. Tại vì muốn cho nó tốt hơn. Thế thôi chứ có gì khác đâu. Tu là sự chỉnh sửa, tu là sự chuyển hóa. Mà mình muốn gia đình mình có chuyển hóa, có chỉnh sửa thì chính thân mình chỉnh. Bởi vì mình là gì? Mình là rường cột, mình là đóng lương. Chồng vợ là hai cái cột của một gia đình. Mà nếu cái cột này mà không sửa trước thì hai cây nó mục chung. Mà hai cây nó đã mục rồi thì những cây chịu khó sửa trước. Một cây nó còn chống đỡ còn hơn hai cây cùng gãy. Cho nên trong nhà Phật gọi những người trụ cột là lương đóng. Cái rương, cái cột của một cái nhà. Thì bản thân của chúng ta, thưa đại chúng, mình học Phật nghĩa là mình học con đường sống tỉnh thức giác ngộ, làm cho cuộc đời mình nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trược, chỉ vì ba thứ thôi: vì tham sân si mạng gây nên. Mạng là kiêu mạn. Tôi là vợ, tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi là chồng, tại sao tôi phải hạ mình? Ai cũng có cái mạng đó hết, cho nên rốt cuộc rồi quá mạng. Tôi là cha mẹ nó, tôi phải nói ngọt với nó à. Mà nếu mình không chịu nói ngọt với nó, người khác sẽ ngọt hơn thì người ta có hấp dẫn hơn mình. Vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Chữ sám hối là chuyển hóa, thay cái cũ ráp cái mới, đó là sám hối. Bỏ cái lỗi cũ, chỉnh đốn lại tự nhiên nó mới.
ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Như vậy thì cái lời kinh mà chúng ta tụng ở trước Phật á, không phải là mình than van với Phật, mà mình tụng như vậy để một lần nữa chúng ta, để cho cái lời kinh nó thấm vô trái tim mình, và tự chúng ta tìm ra một lối đi qua lời của Phật dạy. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ mà. Hai cái câu này nghe nó chưa hiểu hết nè. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Sao kỳ vậy? Câu trên cứu khổ mà dưới này là tự độ. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, cái câu đó là chúng con khổ, Phật hãy cứu con, mà cứu bằng cách là cho con giáo pháp để con tu. Cái câu này phải tự mình ứng dụng nè. Chúng con khổ nguyện xin tự độ. Phật cứu có nghĩa là Phật cho mình cái cách đó, còn Phật mình phải tự nè. Ở trong kinh Trung A Hàm đó, có kể một câu chuyện là có một vị thầy tên là A Na Lục Đà. Thầy đang ngồi thiền và thầy thiền quán, và thầy thấy rằng người tu của chúng ta không do hí luận mà được. Phật biết thầy đang khởi cái tâm niệm đó, Phật đến và Phật xác định lại. Một người tu đạo, chứng đạo không phải do hí luận mà được. Người này phải xa lìa sự hí luận. Hí luận là gì? Lý luận suông. Chứ có nhiều người ta thích luận đàm Phật Pháp lắm, nói những chuyện bát nhã, niết bàn rồi vậy đó. Nhưng mà thực chất không có gì hết. Cái đó Phật gọi là hí luận, mà người Phật tử không được hí luận. Cho nên có nhiều người hỏi đạo Phật có phải là một triết lý không? Đúng. Nhưng mà đạo Phật thực chất nghĩa là gì? Là chỉ dẫn cho con người một cách sống tốt đẹp hơn, gọi là đạo Phật. Cho hỏi anh theo đạo tôn giáo nào? Dạ tôi theo Phật giáo. Phật giáo là lời dạy của Phật. Và lời dạy của Phật là gì? Phật nói rằng hễ ai mà tham, muốn bớt tham thì phải tập bố thí. Người nào sân, muốn bớt sân phải tập từ bi. Người nào si, muốn bớt si phải học giáo lý, tu trí tuệ. Muốn giảm vô minh tham chấp thì phải tập quán duyên, nhân duyên. Tại vì Phật có nói bệnh này là do cái này nè, muốn hết bệnh phải uống này nè. Phật hay vậy. Phật không phải nói bệnh không, Phật phải nói thuốc nữa. Phật vừa nói bệnh mà Phật vừa nói thuốc cho mình. Vậy thì trong chúng ta ai cũng muốn có sức hấp dẫn hết. Mà cái hấp dẫn của ngoài đời theo người ta thông thường là người ta làm gì? Trang điểm, ăn mặc, tóc tai, dáng điệu. Sức hấp dẫn của Phật giáo mà dạy chúng ta là gì? Chỉ cần chúng ta sửa suy nghĩ của mình, cách nói của mình, hành động của mình, lời nói của mình và âm điệu của lời nói của mình, tự nhiên mình tạo được một sức hấp dẫn. Có nhiều khi người ta mắng mình, mà mình nghe cái lời mắng đó như một lời nhắc nhở, giúp đỡ cho mình tu, tự nhiên lời nói đó trở thành ra phạm âm, hải triều âm. Cái lời người ta mắng mình mà mình buông xả được á, Phẩm Phổ Môn gọi là thắng bỉ thế gian âm. Âm thanh này nó hơn tất cả những âm thanh của thế gian bình thường. Người ta khen mình hoài là chuyện thường rồi, lâu lâu mình nghe người ta chê của mình chịu nổi không? Thì lúc này là thắng bỉ thế gian âm. Người ta có chê mình khùng nhưng cũng đâu có sao. Mình có khùng thiệt không mới quan trọng.
Khùng mà biết văn mùng chạy chiếu. Khùng mà đưa hủ tiếu bún riêu biết. Tôi khùng, khùng mà biết văn mùng chạy chiếu. Khùng mà biết hủ tiếu bún riêu. Khùng, khùng mà biết yêu. Cho mình tu đó đâu có nghĩa là để mình biến mình thành cái gì nó vô tri vô giác. Cho quý vị học Phật có những cái câu có thể làm cho mình hiểu sai. Không phải là cái câu nói sai mà mình chưa nhận ra cái câu đó. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Gặp cảnh mà tâm mình bình thường, không cần phải nói thiền mà nó vẫn thiền. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, trong đó có một cái chương gọi là đời người có 20 điều khó. Trong đó có một cái khó là đối cảnh vô tâm. Thế nào là đối cảnh vô tâm? Không phải thấy người ta nghèo, ôi mà kệ tôi giờ vô tâm. Không phải vậy. Vô tâm là như thế này: thấy người ta đói bụng, lấy một chén cơm mời người ta ăn, xong rồi đứng dậy đi bình làm việc khác bình thường, không có nhớ mặt nha. Tôi nhớ rồi, chị này bà chủ bán bánh mì nè, để tôi tiếp đãi bà để mai mốt tôi ra bà bớt. Cái này là đối cảnh hữu tâm. Còn vô tâm là thấy người ta đói bụng, mời người ta chén cơm thôi, rồi tôi không cần biết anh là chủ quán, chủ tiệm, chủ gì hết. Đối cảnh vô tâm, mình thấy người ta té đỡ người ta lên thôi. Còn hồi xưa nghe, ngà nan á, ngày đi tới cái chùa của quý sư cô, tại vì theo luật Phật á, là mỗi nửa tháng chư tăng á, đến chùa chư ni giáo giới, mà mỗi thầy thay phiên. Thì có một hôm á, cô Ma Đăng già đó, cổ té, cổ nghe ngạ nan đến, cổ lật đật, cổ ra cổ chào đó, cổ vấp chân cổ té. Ngạ nan tới đứng dậy đỡ lên, còn thêm câu nữa: cô có sao không? Cổ mới nói: trời ơi, nếu mà được giày té ngày 7 lần tôi cũng chịu. Này là đối cảnh có tâm phải không? Nhưng mà ngạ nan thì vô tâm, thấy té là đỡ thôi. Rồi Pháp Hòa kể câu chuyện khác cho đại chúng thấy giữa đạo đức và giới luật. Cái chuyện này quý vị nghe hoài. Một cái cô nọ đi ngang bờ suối, cô té. Hai sư huynh đệ là hai vị thầy đi ngang. Người sư huynh thấy cô Phật tử nữ té dưới nước, liền nhảy xuống ẵm cô gái qua khỏi dòng nước, để cô gái xuống rồi tiếp tục đi đường. Người sư đệ thấy không làm, nhưng mà khó chịu lắm. Đi một hồi thì ông tức quá, mới nói: sư huynh, hồi nào tôi rất phục sư huynh, tại vì sư huynh là người tu rất kỹ, không bao giờ đụng vào người nữ. Mà hôm nay sư huynh phạm giới là sư huynh đã ẵm một cô gái đó lên bờ như vậy. Người sư huynh mới trả lời, nói: sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống dòng suối kia từ thở nào rồi mà sao sư đệ còn ẵm tới cổ tới đây? Trên mặt giới luật, mình không được đụng vào người nữ, đó là giới luật. Nhưng giới luật không thể nào ứng dụng khi thấy người ta chết mà không cứu là mất đạo đức. Vậy thì cái đạo đức nó mới quan trọng. Mà người thầy làm là vô tâm, thấy người ta cần cứu là cứu thôi, chứ đâu, trường hợp đó không thể nói giới luật. Mà nếu mà người ta chết mà mình nói tại tôi giữ giới, giữ được cái giới không đụng người nữ nhưng mà phạm cái giới sát sanh, biết đâu chừng, phải không? Cho nên quý vị phải rõ cái cách của nhà Phật á, là luật là như vậy, nhưng có những lúc nó phải du di, nó phải uyển chuyển, mà chúng ta biết lúc nào giữ giới và chúng lúc nào chúng ta không giữ giới. Chữ không đây có nghĩa là phá giới, mà chúng ta ứng xử một cái giới mà chúng ta thọ linh động, chứ không phải là chúng ta phá giới. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay trường, mình ghé vào một cái nhà hàng mặn, mình kêu một dĩa mì xào chay, khuất con mắt mình ra không có thịt là nó chay thôi à,
Chứ còn ở trong kia, cái thớt kia họ có rửa chưa? Làm sao mình biết? Cái chảo đó họ có sạch không? Không lẽ mình vô mình nói, tôi ăn chay nha, rửa chảo cho sạch nha, thay dầu mới chiên đậu hũ cho tôi nha. Bà ra kia bà chay. Ở đây chỉ có chay kiểu này thôi. Chay ở trường hợp này, chữ chay mà chúng ta phải được hiểu là món ăn gì không có cá thịt, không có cái sinh mạng của chúng sanh. Chứ còn cái chuyện mà trong cuộc sống này nó làm sao nó thuần 100% được. Ngay cả mình ăn chay 100% nè, ở nhà mình nè, cái nồi hôm qua mình nấu cá, hôm nay rửa sạch nấu canh chay vẫn là chay, chứ đừng có phải sắm một cái nồi riêng để mới gọi là ăn chay. Cái đó chỉ là ăn chay mà chưa có gì chay hết. Mình phải nhẹ nhàng trong việc đó mới gọi là thật sự chay. Trời ơi, sắm một cái thớt riêng, cái muỗng riêng, chén riêng, chảo riêng, một đống riêng luôn, khỏi chi vậy để dành ăn chay mà không có bộ răng riêng. Nếu mà chảo riêng, tất cả riêng thì phải có hai bộ răng, một bộ nhai thịt, bộ nhai rau. Cho nên đó, mình tu làm sao mà mình tu mà người ta thấy mình tu mà mình hấp dẫn, còn mình cũng tu mà người ta thấy mình người ta né. Ta nói không, cái này hấp chín rồi, cái này hấp chín quá rồi chứ không hấp dẫn nữa. Vậy thì người đời người ta muốn hấp dẫn ở cái trường hợp là người ta tạo dáng. Người tu của chúng ta hấp dẫn ở cái sự chuyển hóa của mình, tự mình sẽ hấp dẫn. Mình không cần làm gì, mình chỉ cần tu rất nhẹ nhàng và bình thường. Cho nên trong cái giới của một người xuất gia đó, có cái giới là không son phấn. Trong đó có câu như thế này: ý thức được rằng những son phấn trang sức chỉ là những cái hào nhoáng bên ngoài, mà không diễn đạt được cái đẹp đích thực của người tu. Con nguyện làm đẹp cho con và cho tăng đoàn của con là bằng sự hành trì giới luật và uy nghi trong đời sống hàng ngày. Cái người tu chỉ cần ăn mặc đơn giản, ngăn nắp, đàng hoàng, đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn là diễn đạt được cái đẹp của người tu. Chứ đâu phải là cái gì hơn. Quý vị thấy quý thầy, quý sư cô tại sao đi tu phải cạo đầu? Tại vì muốn đỡ tốn xà bông. Nhưng mà thật sự một khi cái tóc mà phủi xuống rồi thì nó giảm rất nhiều những chi phí cho cái tóc. Không cần phải coi nhuộm đỏ, nhuộm xanh, nhuộm vàng, nhuộm tím, mà cũng không cần phải lo tóc bạc, tóc đen gì nữa hết, tại không ai thấy được tóc mình hết. Nó tiếng Anh nó kêu là symbol your life. Mà cạo cái tóc rồi á thì cái tướng tu, cái tướng của mình nó nhìn cũng khác với người đời rồi, phải không? Thì bây giờ cái tướng nó đã khác rồi thì cái tâm nó cũng phải khác theo. Tổ Quy Sơn gọi là tâm hình dị tục, phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, một bước chân của mình bước lên là phải bước tới chân trời cao rộng, phát túc siêu phương, hướng tới một cái phương hướng cao siêu. Tâm hình, tâm và hình tướng của mình nó phải khác với cái bình thường. Bây giờ Phật tử mình cũng vậy, mình á đã là Phật tử rồi thì phải khác với cái người chưa có tu chưa Phật. Chữ khác là người ta nhìn mình hồi xưa nó khác, giờ nó khác, cho nên tu nó đổi tướng. Cho nên quý vị tập ở trong chùa, mình làm công quả, mình làm tất cả những công việc cho Tam Bảo, tập nhẹ nhàng, đừng có nạt nộ, đừng có la hét, cái gì nó cũng nhẹ nhàng. Mình biết cái gì người ta không biết thì mình nhẹ nhàng, mình chỉ dẫn thế thôi. Tự nhiên người ta hấp dẫn mình liền, mình hấp dẫn người ta liền. Trời, tôi tới chùa tôi thích kìm cái cô đó lắm, cổ rất là nhẹ nhàng,
Mà mình tu sao mà ta nói thôi thôi tôi tới tôi gặp cái bà đó cái tôi né. Thành thử mình phải, nó phải khác như vậy. Thôi thì hôm nay thăm đại chúng và Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, ở đời ai cũng muốn có sức hấp dẫn. Mà cái hấp dẫn của cái người Phật tử là gì? Nói thiền, âm thanh thiền, hành động thiền và tâm thiền. Tâm thiền là cái tâm mình phải nhẹ nhàng, mình nhìn cái gì nó cũng rất là nhẹ. Đừng có nhìn cái gì nó quá là nghiêm trọng, rồi chúng ta sẽ thấy nó rồi chúng ta làm cái vấn đề nó lớn lên, nó nghiêm trọng lên. Khi chúng ta có tâm bao dung rồi thì bao nhiêu cũng hết. Tiếng Việt Nam chúng ta có một câu lượng cả bao dung. Đây, nếu cái ly này nó chỉ dung chứa bao nhiêu đây thôi thì nó chỉ là bao nhiêu nước. Nhưng nếu chúng ta có cái ly nó lớn hơn thì nó chứa được khá hơn. Tâm của mình cũng vậy. Nếu tâm mình rỗng rang như Thái Hư thì mình sẽ ôm ấp được như Thái Hư. Còn tâm mình nhỏ bé thì mình chỉ ôm ấp được bao nhiêu đó thôi. Cho nên cái người tu á, có tình thương lớn, có hiểu biết lớn, có hiểu biết càng nhiều cái khổ của chúng sanh thì tình thương càng lớn. Cho nên mình mới có những cái câu ca ngợi Phật. Có một câu chùa để một câu đối: thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Cái sự thoát tục là cốt cách của người tu. Cái tâm của Phật vốn rất nhiều tình. Mình thấy người tu không có một cá nhân để thương, nhưng mà thương tất cả. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, là người tu đó vô tri không có biết gì hết. Nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có vậy mới kỳ. Mình mới có bài hát: tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách chúng ta ứng dụng và chuyển hóa thiền. Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là để cho đại chúng nhận cho ra rằng Phật giáo không là cái gì mà ghê gớm như là một cái tôn giáo tín ngưỡng mà xưa nay mình cứ nghĩ là như vậy. Mà Phật giáo là cái gì nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Uống nước mình cứ chấp nhận, và tiếng Anh nó kêu là appreciate, trân trọng những gì chúng ta đang có. Cái gì nó qua là cái quá khứ, cái gì nó chưa tới nghĩa là nó tương lai. Cái quan trọng là cái hiện tại. Mà hiện tại mà chúng ta không tận hưởng thì tức khắc nó thành quá khứ. Giống như ví dụ bây giờ quý vị trong cái ngày hôm nay, hôm nay tới rồi nè, và nãy giờ cứ giây này nó đi qua là nó thành quá khứ, phải không? Cho nên chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Ngày mai nữa đây mình xa nhau rồi, thầy theo cánh chim về lại với chùa. Cho nên quý vị biết là cái giây phút này là cái giây phút, một cái tích tắc nó liền quá khứ, tích tắc nó thành quá khứ. Cho nên quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng là quán ở đây. Cho nên chúng ta nhận được cái giây phút hiện tại này, chúng ta đang trân trọng những gì, những người thương của chúng ta, những người xung quanh của chúng ta. Hãy đem cái tâm thiền của chúng ta mà sống, ứng dụng ngôn ngữ của thiền, âm thanh của thiền, hành động của thiền, thì từ đó chúng ta bàn bạc đi tới đâu cũng là đạo Phật hết. Cho nên trong kinh Di Đà diễn tả, người ở cõi cực lạc mỗi sáng ra lấy cái đẩy, lấy cái giỏ hứng đầy các bông hoa rồi đem đi cúng dường tất cả các Phật. Có nhớ kinh Di Đà nói như vậy không? Mà cực lạc là gì? Mỗi ngày chúng ta sống, quý vị có thấy rằng bông hoa đang rơi đầy đường không? Thời tiết tốt nè, sức khỏe mình còn nè, người thân mình còn nè,
mình còn có xe lái nè, mình còn ăn được nè. Tất cả đó là gì? Đó là hoa đang rơi hết chứ gì đâu. Cái quan trọng là mình có biết hứng hoa đó hay không. Rồi mình đem đi cúng dường cho mười phương, đó là mình thực hiện cái hạnh tha, độ tha. Mình giỏi mà sao mình giấu, chia sẻ cho người. Mình hay, mình biết, tại sao mình không nói? Phải không? Thành thử ra cái gì mình biết đó là một bông hoa cho mình. Hãy đem cái bông hoa đó cúng dường cho mười phương Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi mình làm việc gì của đời mình? Ăn cơm, tới giờ ăn cơm, trở về đất nước của mình, ăn xong rồi đi kinh hành. Đó, cõi cực lạc, diễn tả cõi cực lạc đơn giản cực kỳ như thế đó. Mình làm tất cả mọi việc cho mọi người mà mình đâu có cần ai phải làm gì cho mình đâu. Cuối cùng tôi vẫn làm việc bình thường của tôi, đó là gì? Đói bụng ăn cơm. Đúng không? Đói bụng thì ăn cơm, ăn rồi đi kinh hành. Cho nên có những cái kinh điển cao xa màu nhiệm nghe rất là đại thừa, nhưng mà thật sự đó, đó là như vậy. Ngay cả kinh Kim Cang diễn tả vào đầu bản kinh Kim Cang, một buổi sáng nọ Đức Thế Tôn ôm bình bát đi khất thực, xong rồi trở về ngồi dưới gốc cây thọ trai, rửa bát, xếp y lên giường ngồi thiền. Mà mình nghĩ tu là cái gì nó cao xa, nó ghê gớm lắm. Mình nghĩ đạo Phật là cái gì mà mình không thể thực hiện được. Quý vị về nhà cứ làm. Đi làm về, về nhà được nấu cơm cho chồng, cho con, cho vợ là hạnh phúc. Thấy chén thì rửa, đói bụng thì mình dọn cơm, dỡ nồi cơm ra hết, thay gì nói trời đất ơi hết cơm rồi, thì không lẽ la làng lên hết cơm thì mình đi nấu. Mình nấu một nồi cơm mà bỏ ra 5 phút, 7 phút mà cả nhà được ăn cơm. Mình thấy một xin chén, thay vì chờ vợ về để rửa, mình đi rửa. Đó là bông hoa chứ gì đâu. Phải không? Đi làm về mà được nguyên một xin bông hoa cho mình. Đạo Phật là vậy đó. Chờ quý vị thấy Pháp Hòa đi giảng vậy, rồi tới là được Phật tử nấu cơm cho ăn, rồi dọn cơm cho ăn, chứ về nhà em rửa chén muốn chết ai biết. Pháp Hòa chưa bao giờ mà nghĩa là không làm việc. Ở nhà đó ăn cơm rồi Pháp Hòa vẫn phải đi dọn chén xuống, rồi vẫn gom lại gọn thức ăn, vẫn rửa chén rửa nồi, đi đổ rác quét cầu thang. Mình là cái gì mà không làm những việc đó? Đâu phải là mình là trụ trì rồi không làm. Trụ trì là ở, mình nói nôm na theo ngoài đời là chủ nhà hàng. Nhân công về hết thì chủ phải làm việc cuối cùng. Nó là vậy thôi. Thiên hạ đi ngủ hết chứ mình phải đi kiểm cửa. Mình nói như vậy không phải là mình than, nhưng mà để nói cho đại chúng biết cái cách chúng ta tu và sống theo lời của Phật dạy. Không có gì mà đặc biệt hết. Cứ làm những công việc bình thường mà làm bằng tâm hạnh phúc. Làm bằng tâm hạnh phúc, còn đi được là hạnh phúc, còn nói được là hạnh phúc, còn nhìn được là hạnh phúc. Hạnh phúc là ta còn sống, thở đều là còn sống ở đây. Cho nên hạnh phúc không có gì cao xa, thiền không có gì đặc biệt. Thiền là khi chúng ta biết trở về nhận diện những gì đang xảy ra trước chúng ta. Hợp là gì? Đức Phật nói về làm sao để chúng ta biết cái gì là nghiệp cũ, cái gì là nghiệp mới. Rồi làm sao để chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta chuyển nghiệp. Bài kinh này Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ, với cái đề tài và cái tựa Đức Phật đặt cái bài kinh đó là cũ và mới, nói về nghiệp. Thì thôi cái bài này mình nói chuyện là nghiệp cũ và nghiệp mới. Thì đây là cái bài kinh. Chúng ta đọc một bài đoạn ngắn kinh rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka tại thị trấn Divadaha. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.
tức là quán sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà Đức Phật nói gọn, lấy một căn làm chuẩn trước. Mắt phải quán niệm nó là nghiệp cũ, nó được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quán y như vậy. Các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp cũ. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp mới. Thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng về nghiệp cũ và nghiệp mới, đã giảng về nghiệp đoạn diệt, đã giảng về con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Một bài kinh rất ngắn nhưng rất nhiều chi tiết. Bây giờ Đức Phật nói như thế này. Bây giờ trước hết mình Phật tử chúng ta hay nói nghiệp. Vậy bây giờ chúng ta hiểu lại một lần nữa, nghiệp là gì? Nghiệp tức là những gì chúng ta lặp đi lặp lại, nó thành một thói quen. Nhưng nếu như mà cái lặp đi lặp lại này tốt thì nó gọi là thiện nghiệp. Nhưng thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại ở cái mặt tiêu cực, mặt xấu, thì chúng ta gọi là nghiệp xấu, là ác nghiệp. Nhưng mà nghiệp này được tạo tác từ đâu? Thường thường ta nói anh này nè tạo nghiệp, chị kia tạo nghiệp. Thế thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu chúng ta nghĩ tốt thì chúng ta tạo cái ý nghiệp tốt. Nếu chúng ta nghĩ xấu thì chúng ta tạo cái ý nghiệp về xấu. Rồi từ cái ý nghiệp xấu nó dẫn đến cái miệng nói, thì miệng nói xấu gọi là khẩu nghiệp. Hành động xấu gọi là thân nghiệp. Như vậy thì nghiệp không ai tặng cho mình, không ai cho mình, không ai đẩy cho mình, không ai gắn cho mình, không ai mà lén lút cất vô trong vu oan cho mình, mà nghiệp là tự mình. Hằng ngày chúng ta sử dụng thân, miệng, ý, có chánh niệm thì cái nghiệp này nó thiện, mà không có chánh niệm thì nghiệp này nó xấu. Cho nên Đức Phật mới nói ta giảng về nghiệp cũ, về nghiệp mới, làm sao để đoạn diệt. Nếu muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải sử dụng bát chánh đạo để chúng ta tu và chuyển cái nghiệp đó. Đức cái bài kinh ngắn nhưng mà hay, là Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cái nào là nghiệp cũ, cái nào là nghiệp mới, và như thế nào gọi là đoạn diệt của nghiệp, và làm sao con đường nào đưa đến đoạn diệt cái nghiệp. Thì dịch mình học Phật, mình nghe giảng rất nhiều, thì giờ trước hết mình phải học về chữ nghiệp. Nghiệp ở trong kinh nó giảng rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà giờ mình nói gọn, nói trong cái phạm vi cái buổi nói chuyện này thôi. Nghiệp là những hành động, những lời nói, những ý nghĩ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì nghiệp này sẽ thành nghiệp tốt. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trở thành nghiệp xấu. Bởi vì chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình nói về sáu căn. Thì Đức Phật nói á, nghiệp cũ là gì? Những gì chúng ta đang thọ nè, đây là nghiệp cũ. Thí dụ mình sanh ra trong đời này lùn hay là cao, xấu đẹp, nhưng mà thủy chung lùn cao xấu đẹp, chúng ta vẫn có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như có người mắt hai mí, một mí, mắt mình bị mờ, mắt mình bị lệch, vân vân. Hay là thân, hay là miệng, tất cả những gì chúng ta đang thọ nhận ở nơi thân thể con người hiện tại đây, cái này là nghiệp cũ, nghiệp của quá khứ, đâu có trốn tránh đâu được, mình thọ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ cái này mình không từ bỏ được ạ. Nhưng mà có một cái mình làm được,
hãy nhận tất cả những cái nghiệp cũ này và tu tập để chuyển cái nghiệp cũ này tạo ra cái nghiệp mới. Cũng giống như cơ thể mình á, mình đi tắm á, mình kỳ cọ để mình đẩy ra những cái tế bào chết cho nó sạch đi, để trên cơ thể mình nó sanh được những tế bào khác. Mình phải kỳ cọ, mình tắm rửa, mình kỳ cọ để cho người mình nó khỏe mạnh. Cũng như vậy, nghiệp cũ thì chúng ta không có từ chối được, bởi vì mình đã tạo rồi thì bây giờ mình phải thọ cái quả. Nhưng mà ở nơi cái nghiệp cũ này, nay nơi cái nghiệp cũ này chúng ta chuyển nó được. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển đi những cái thói xấu, những cái tật của mình. Ví dụ như mình á, bây giờ mình thấy dụ ha, mình có một cái nghiệp cũ là về cái miệng. Rồi cái miệng của mình đó là cứ hồi mình ở từ hồi nhỏ tới lớn, mình cứ lăng xăng mình nói lung tung, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ cái lời nói của mình. Và từ nhỏ tới lớn mình bị giận, bị hờn, bị trách móc rất nhiều về cái cách nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ một khi mình đã tu rồi thì bắt đầu mình phải thấy ra đời này á, mình bị một cái nghiệp này mà mình không có chuyển nó nữa thì mãi mãi cái chữ luân hồi khổ đau là chỗ này. Người ta vẫn luân hồi nhưng mà ta không có khổ, còn chúng ta vẫn luân hồi nhưng mà chúng ta khổ, là bởi vì chúng ta cứ ôm cái nghiệp cũ và chúng ta không bao giờ biết chuyển. Thật sự ra thưa đại chúng, chúng ta biết về nghiệp nhiều lắm, chúng ta biết bệnh của mình nhiều lắm, nhưng có điều là chúng ta có chịu uống thuốc không? Chúng ta có chấp nhận là mình sẽ hết bệnh không? Cho nên Đức Phật nói á, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, bây giờ quán về mắt nè. Thứ nhất cần phải quán là nghiệp cũ. Thí dụ bây giờ con mắt mình là đây, cái nghiệp đời trước đây, bây giờ mình được cái con mắt này. Nhưng mà con mắt này á, của cái quá khứ mình nhận, và được tác thành, được tư niệm. Tác thành là sao? Mình nhìn, mình dùng mắt này, rồi mình nhìn mọi sự vật. Nhưng mà thường khi mình nhìn á, xong mình tư niệm xấu. Thường ít có khi mình nhìn một cái vật gì á, mình phải khởi lúc mình thì bị một cái thói quen là nhìn hay suy nghĩ xấu. Ví dụ mình nhìn ta cái mình nghi ngờ. Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta suy nghĩ. Thường khi chúng ta nhìn một cái việc gì rồi chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà mình phải hỏi lại mình, một việc mình nhìn, mình suy nghĩ tích cực nhiều hay mình nghĩ tiêu cực nhiều? Được cảm thọ, đó, mình cảm nhận, mình suy nghĩ rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ mình quán mắt mình vậy, rồi bây giờ mình quán tai. Lỗ tai mình nghe, thường mình có nghe đúng như sự thật không? Hay là mình nghe xong mình cảm nhận nó một cách khó chịu? Mình cảm nhận một cách khó chịu. Cho nên á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi con người chúng ta đều có 6 cái căn này. Rồi bây giờ chúng ta phải chuyển nó như thế nào? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, đây gọi là nghiệp mới. Mình đâu có thoát được. Vậy bây giờ thì mình dùng cái miệng này sao? Cứ mỗi một lần mình nói một lời nói không hay, đó là mình tạo cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình nhìn ta, mình nói, mình nhìn xong mình cảm nhận rồi mình nói bậy là mình tạo nghiệp mới. Cho nên á, mỗi một người ai cũng mình tu á, là mình phải tự thay đổi. Mình thay đổi cái nghiệp của mình trong cái khả năng hết sức của mình. Mình đâu phải là thánh nhân mà lúc nào mình cũng kèm tâm giữ ý mình được. Nhưng mình tu thì mình phải tự thúc liễm. Thưa đại chúng, mà trước khi đi ra về, hồi trưa này là Pháp Hòa dự trù cúng xong hết rồi thì Pháp Hòa sẽ rời lúc 3 giờ.
Thì anh Sang đến đón, thì có một cào mục Phật tử tới nói nhỏ, nói thưa thầy, gia đình con có việc mà quan trọng lắm, mà chỉ có thầy giúp được. Và gia đình con muốn ngồi lại với thầy để chúng con nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nhìn đồng hồ, lúc đó là 3:30 rồi. Và bây giờ nếu mà mình chưa về là lái xe 3 tiếng sao kịp. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ được rồi, chú gọi về, chú hẹn với gia đình đi, 3:30 mình sẽ có mặt, rồi mình nói trong vòng nửa tiếng kịp không? Chú nói dạ chắc được. Thì khi mà tới nơi rồi ngồi xuống thì Pháp Hòa nghe hai bên nói không thôi, không có nói được câu nào hết, 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa biết việc còn nhiều lắm, bây giờ mình nói không xong đâu. Thì Pháp Hòa nói thôi nãy giờ quý vị nói, nãy giờ hai bên nói Hòa nghe, Pháp Hòa cũng nhận được một ít sự việc rồi. Cái việc này một buổi nói không rồi đâu. Pháp Hòa hẹn, Pháp Hòa sẽ sắp xếp một cái thời gian gần nhất Pháp Hòa xuống 1 ngày để mà nói chuyện với gia đình. Thì ra tới cửa, thì một vị trong gia đình mới nói con còn nhiều điều uất ức lắm, con nói chưa hết. Đấy, con chưa nói được nhiều gì hết. Đấy, không sao chú yên tâm, giờ Hòa biết là Pháp Hòa sẽ trở xuống. Thì quý vị biết là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cứ sống với cái nghiệp cũ của mình và chúng ta chưa đủ cái thiện chí để chúng ta làm sao chuyển cái nghiệp mới. Mình từ nhỏ tới lớn mình được cưng chiều, cho nên mình sống theo cái kiểu gì ra lệnh nó quen rồi. Cho nên khi mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, mình cũng muốn có cái quyền uy đó. Hay thậm chí mình ở nhà mình được chiều lâu rồi, mình vô một cái cộng đồng mình cũng muốn mình là cái người chủ chốt. Rồi mình ra lệnh mà mình quên rằng những người ta tới đây người ta đâu phải làm công. Người ta tới đây là người ta phát tâm, người ta đóng góp, làm việc thiện nguyện. Cho nên mình muốn làm một cái gì, mình nói cái gì, mình phải biết mình đang ở vị trí nào, đang ở hoàn cảnh nào. Thí dụ mình làm chủ, mình làm chủ mà nếu như mình thiếu đi cái, mình được cái nghiệp, một cái nghiệp là làm chủ, nhưng mà nếu mắt tai mũi được phước làm chủ, nhưng mà cái nghiệp cũ về mắt tai mũi miệng mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Được phước làm chủ là một việc, nhưng mà cái người chủ đó vẫn bị cái nghiệp là cái khẩu hay cái ý hay cái thân, vân vân. Rồi mình ví dụ như một người mẹ muốn rầy con cũng phải lựa giờ rầy nó, chứ đâu phải là không lựa đâu. Chẳng hạn như ngày hôm qua là mùng 1 phải không, mùng 1 Tết, thì có một vài việc Pháp Hòa muốn nói mà Hòa suy nghĩ thôi, hôm nay đầu năm đầu tháng. Thật sự thưa đại chúng á, mỗi khi Pháp Hòa muốn nói ai cái gì á, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Pháp Hòa suy nghĩ là mình nên nói lúc này không. Thậm chí là dù cho là đệ tử của mình, mình có quyền rầy bất cứ lúc nào, nhưng như vậy cũng không đúng. Mình rầy người đó, nhưng mà mình phải tôn trọng người đó vẫn là một con người, dù người đó cái chức vị nhỏ hơn mình. Mình làm thầy như làm cha, mình có quyền đó, nhưng không. Những cái điều sai Hòa thấy, Hòa nói rằng cái này không có gì quan trọng, mình có thể chỉnh lại liền, nhưng mà thôi. Mình nói nhiều khi người ta không cảm nhận được cái ý tốt mà người ta nghĩ mình rầy, thôi để lúc khác. Một cái việc nhỏ ngày hôm qua thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng. Chẳng hạn như chuyện thắp nhang, thắp đèn, hay là chuyện chuông, chuyện mỏ, mấy cái chuyện lặt vặt để mình chỉ dẫn trở lại thôi. Nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, hôm nay là ngày mùng 1, mình để cho nó một cái ngày nó trọn vẹn, mọi người không có một cái ý nghĩ gì là mình bị rầy, bị la hết. Rồi giờ không phải là Tết, nhưng mà giờ nhà đông khách quá, cũng phải nói thôi, đông khách quá nín cái đi.
Thật sự quý vị Pháp Hòa nói vậy, quý vị có thấy là trong cuộc sống của mình nó là như vậy thôi. Ai cũng có cái bức xúc của mình. Nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình nói tôi là vậy đó, mít lòng thì chịu, không thích thì tôi nói thẳng. Đó là mình sống với nghiệp cũ. Đó là mình sống với cái nghiệp cũ. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó mà cứ sống như vậy hoài thì mình trở thành ra luống uổng một đời người. Phật, cái lời Phật dạy là cho ai? Cho con người. Chứ Phật đâu có nói cái chuyện trên trời dưới mây dưới biển. Mà chính là Phật cho chúng ta biết rằng thân người khó được. Phật cho chúng ta biết thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Thật sự ra thân người khó được mà nay mình được. Nhưng mà tại sao Phật phải nói câu đó với mình? Tại sao Phật phải nói với mình là thân người khó được? Để chúng ta ý thức rằng kiếp người rất là quý. Chính nó quý cho nên đừng luống uổng. Đừng luống uổng. Bởi vì nó luống uổng qua rồi thì quá tiếc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị có đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đã từng tiếp xúc bao nhiêu những hoàn cảnh trong những cái duyên mà mình được nghe, được thấy, thì có những người nó luống uổng vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần tụng giới trong chùa, đặc biệt là tụng giới với các vị xuất gia, thì tụng xong một cái phần đó rồi là Pháp Hòa luôn ngồi lại trong cái tình thầy trò huynh đệ. Pháp Hòa nhắc quý vị vừa đọc xong một cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị vừa đọc xong cái văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm đó, hay là quý vị vừa tụng xong cái cuốn, cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân đó. Mà những lời đó là gì? Là tấm gương soi. Cho nên á, ai trong chúng ta cũng đều có nghiệp cũ hết á. Không có người nào không có. Tại vì nếu không có mình đâu có ở đây. Chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp đẩy. Thường thường ta nói á, nghiệp á, nó có cái nghiệp lực. Quý vị có nghe chữ nghiệp lực phải không? Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của cái nghiệp đó đó. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa có cái miệng hay mắng người ta, thì gặp cái chuyện bất bình là cái lực của cái nghiệp miệng nó lôi liền. Thấy là nói liền, mà không cần nể mặt ai hết, không cần phải biết giờ phút đó là lúc nào hết. Đó là nghiệp lực của cái miệng. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Rồi thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp lực, mình có một cái nghiệp là mình ghiền cờ bạc. Cho nên bất cứ chuyện gì nó cũng lôi mình vô cái chuyện đỏ đen được hết á. Thí dụ như người ta mới nói, trời đêm hôm á tôi nằm trên bao, tôi thấy tôi trúng trúng số. Cái là bắt đầu mình bàn tới liền, nó lôi mình tới liền. Rồi mỗi người, rồi mình hay là mình có cái nghiệp nghiệp bà tám. Mình nghe ở đâu đó chuyện gì, sao chuyện gì vậy? Nó tôi mới lóng thoáng tôi nghe, nó lôi mình. Cho nên mỗi người mình ai cũng có cái nghiệp và có cái nghiệp lực của nó. Vậy thì mình tu á, mình tu để mình làm gì? Mình học Phật để mình làm gì? Để mình có được cái tuệ giác mà Đức Phật gọi trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm. Đức Phật dạy nó, con đường để diệt nghiệp đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo. Đó là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Năm là chánh mạng. Sáu là chánh tinh tấn. Bảy là chánh niệm. Tám là chánh định. Cho nên con đường dứt khổ cũng là Bát Chánh Đạo. Mà con đường làm sao cho mình dứt đi hay là giảm đi những cái nghiệp xấu, đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì á, mình muốn nói phải có chánh ngữ. Mà bây giờ muốn có chánh ngữ thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm suy nghĩ về lời nói của mình mới có chánh ngữ được. Đây, tôi thấy ai mà làm sai là tôi dạt liền, tôi ấy liền. Đó là siêng năng nhưng mà không có chánh tinh tấn. Mình có chánh niệm là mình sẽ siêng năng, nhưng mà lúc nào nói? Lúc nào nói? Quý vị biết không, mấy chú nhỏ đó, nhiều khi mấy chú làm sai đó, trước khi Pháp Hòa muốn la đó, Pháp Hòa dò trước nha, con học bài xong chưa?
Nói dạ con học xong rồi. Pháp Hòa mới nói tại sao Hòa suy nghĩ vậy. Nó đang học bài. Mà nếu mình rầy á, nhiều khi cái đứa nhỏ nó không có đủ cái sức, nó tiếp nhận đây là một cái lời nhắc nhở của thầy, mà nó nghĩ là thầy la mình. Mà khi nó nghĩ như vậy rồi cái nó stress, nó học bài không được. Cho nên muốn rầy mấy chú Pháp Hòa hỏi con học bài xong chưa. Thậm chí muốn nói cái gì nhìn xuống, ăn xong chưa. Tại ông bà mình nói làm sao, trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời ông trước khi ông đánh mình, ông cũng tránh cái bữa ăn, nghĩa là ông tôn trọng cái bữa ăn đến mức như vậy đó. Còn mình là chẳng nể nang kiên cử gì hết, giờ ăn cũng bụp. Giờ bất khả là cái gì mà trái tay gai mắt là mình bụp liền, mà mình với cái ý nghĩ là mình là như vậy là chánh trực. Không phải. Mình biết rằng nếu căn cứ trên bài kinh này, đó là dở. Vì mình bị cái nghiệp cũ nó kéo lôi, bất cứ lúc nào mình không hề tự chủ được. Dù cái lời nói của mình đó, mình rầy rất đúng, nhưng nếu mình tự chủ được ngay lúc đó thì tức là mình gì? Mình chuyển cái nghiệp. Mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng thời, mình nói không đúng việc, đúng người thì đều là sai hết. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải có một cái suy nghĩ, nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ như mình ăn cơm, mình nhớ đến cái ơn của đàn na tính thí. Đó là chánh niệm đó. Nhớ nghĩ chân chánh thì trong cái nhớ nghĩ chân chánh là nhớ ơn gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn đàn na tính thí. Cho nên đó, mình mở nước ra mình xài phí, cái mình nhớ lại liền, phí nước cụp xuống. Mình vừa định phung phí một cái gì mình nhớ lại liền, thời buổi này kinh tế khó khăn. Hôm qua gặp mấy Phật tử gần đây hỏi thăm, đó anh có khỏe không, chú có công việc làm tốt không? Dạ thưa thầy, bây giờ thì đang đi làm đây mà không biết là sẽ thất nghiệp ngày nào đây. Thì quý vị thấy rằng trong hơn một năm nay là tỉnh Alberta mình là te tua, và cái tình trạng này nó sẽ còn kéo dài nữa. Cho nên trong cái ngày họp chúng sắp tới đây đó, họp chúng trong chùa sắp tới, thì Pháp Hòa cũng nhắc cho đại chúng biết rằng kinh tế đang rất khó khăn. Mà chính kinh tế khó khăn như vậy, tất cả mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải biết tiết kiệm, phải biết tiết chế lại cái chi dùng của mình. Chúng ta học Phật là để chúng ta có được một cái trí tuệ sống uyển chuyển tùy lúc tùy thời, để cho chúng ta thấy, thí dụ như mình nói về vô thường đó, thấy không? Mới vừa kinh tế đang lên đó thì kinh tế lại xuống đó. Tuần rồi có gặp một anh mà cho mượn tiền mortgage, mượn về nhà cửa đó. Anh mới nói là những kỹ sư mà về dầu hỏa đó, mua nhà bạc triệu rồi mortgage, mà bây giờ bỏ nhà hết, tại vì không có job, không có việc làm, thì không có tiền để trả, thì phải buông cái nhà đó thôi. Vậy thì mình nói chữ vô thường á, đâu có nghĩa là để cho con người mình bi lụy, nhưng mà để chúng ta không lầm về sự đời. Để chúng ta không lầm sự đời, mà chính chúng ta không lầm như vậy, chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào và thời đại nào, chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta bơi lội được như một con cá. Có nước nhiều nó sống tung tăng theo nước nhiều, nước ít thì nó sống ngoi ngóp theo nước ít. Đó, cho nên đó, bước qua một năm cũ đã qua rồi, chúng ta đang bước vào một năm mới. Thì cái năm mới này chúng ta sống sao? Ý thức rõ năm mới này tuy nó có nhiều cái thay đổi mới, nhưng cái có thể thay đổi tệ hơn cũng có. Chứ không phải là, nhưng mà mình nói vậy là không phải để rồi nó nghi nghịch lại với cái ý là thôi cái gì cũ bỏ qua bước qua. Đúng rồi, mình chuẩn bị bước vào một năm mới, nhưng mà rất chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ chúng ta không thể phung phí
như là mấy năm trước được. Tại hiện tại kinh tế đang khó khăn, việc làm của mình rất bấp bênh, và thậm chí chúng ta thấy rằng sức khỏe của mình năm nay nó khác hẳn so với năm ngoái. À, bây giờ thí dụ như là quý bác ở đây là 70-80 tuổi mà được như vậy thì là quá chừng là hạnh phúc rồi. So với một cái thân thể mới có 40 mấy mà nó cứ đau bệnh rề rề. Hồi nãy ở trên xe với anh Sang là còn tỉnh bơ. Tự nhiên bước xuống xe vô tới phòng rồi là người nó khó chịu, mà tới bây giờ ngồi đây là quý vị thấy nó đã thay đổi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh này, những lúc mà tối Pháp Hòa đọc những cái bài kinh như vậy đó, Pháp Hòa thấy cái đoạn nào hay Pháp Hòa hay để dành lại để chia sẻ với đại chúng, tại vì đại chúng có thời giờ để mò mẫm ở trong kinh điển, mà Pháp Hòa thấy nếu mà không nói thì nó uổng. Nói cho đại chúng nghe để cùng học, cùng chia sẻ. Cho nên Pháp Hòa đọc một cái đoạn trong cái Bồ Tát á, học cái giới Bồ Tát á, thì mới nói là Đức Phật nói cho chúng ta nghe như vậy. Thân người khó được. Để tại sao? Bởi vì chúng ta phải thấy nó là quý. Chính quý hiếm, cho nên đừng có phí. Đừng có phí. Rồi bây giờ mình nhìn là mình đã phí bao nhiêu năm, và còn chờ đợi gì nữa mà không tận dụng nó, không dụng nó một cách hết lòng. Giờ đây Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay ý, này các tỳ kheo, đây là nghiệp mới. Mình có cái tai, mà bây giờ nếu cái tai này mình vẫn tiếp tục mình dụng nó để tạo những cái nghiệp xấu, nghe ngóng những chuyện thị phi, nói năng những chuyện thị phi, bàn luận những chuyện thị phi, tiếp xúc những chuyện thị phi, đó là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Bây giờ thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cái chữ đoạn là cắt bỏ, chữ diệt là dứt sạch. Thì cái chữ cắt bỏ này không nghĩa là chúng ta phải thẻo tai, thẻo mũi mình làm gì, nhưng mà đừng tiếp tục lập cái đó nữa. Cho nên ở trong cái bài văn sám hối, thấy không? Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta nhận ra những cái xấu cũ, phát tâm làm những cái mới. Thế nào là con đường đưa đến dọn diệt của nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 5 rồi, chánh tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, chánh định là 8. Chánh định là gì? Là sự định tĩnh chân chánh. Chánh niệm á, là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh. Bây giờ muốn tạp, muốn trừ đi cái nhớ nghĩ tà bậy thì Phật dạy mình niệm gì? Niệm Phật. Chánh niệm Phật á, là một trong vô số những cái pháp môn tu chánh niệm. Rồi có những người ta không niệm Phật, nhưng mà ta niệm Pháp, ta đọc kinh để giúp cho người ta tọa đoạn trừ những cái tạp niệm. Có những người ta lái xe, người ta mở ban tụng, rồi ta tụng theo. Thay vì người ta nghe nhạc, ta hát theo, vui, nhưng mà nó không có lợi. Nó không có sao. Giờ người ta chuyển cách khác, ta mở băng kinh, ta đọc theo kinh, ta đọc theo kinh. Thì trong khi mà người ta lái xe, nhưng mà người ta không có để cho tâm ý nó lo lắng suy nghĩ gì hết, ta đọc kinh. Thật ra đó, mình hát nghiêu ngao cũng không có gì tội. Thì khi mà chúng ta nghiêu ngao một lời kinh, tạm nói là vậy, chứ thực ra chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà, có gì đâu là tội. Cho nên đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp là nhớ lời kinh, niệm Tăng là mình nhớ tới Tăng là gì. Mình nhiều khi mình nhìn, mình nhớ nghĩ những hình ảnh của các vị tôn đức, biểu tượng mà mình kính trọng, mình thấy được những cái hạnh tu của cái vị đó, mình học theo. Cho nên là chúng từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa thích đọc lịch sử của các vị tổ lắm.
Pháp Hòa thích lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà đọc những cái công hạnh của các vị tổ, cái tự nhiên nó phấn chấn mình, nó khuyến khích mình thêm, nó ráng học theo vị tổ này nè. Tới bây giờ cũng vậy, mà hễ mà đọc báo, đọc sách mà thấy sự tích của tổ nào, sự nghiệp tu hành của tổ nào là hay đọc lắm. Đọc để mình học theo những cái hạnh của chư vị, mình thấy được cái hạnh tu của quý ngài. Cho nên á, năm nay mình hết một năm rồi, mình bước qua một năm mới. Thì năm mới là mình luôn luôn mình nói với mình, năm mới này mình sẽ làm cái gì đó cho nó hay. Thì bây giờ mà mỗi bản thân mình cũng vậy, mình quán chiếu mình thấy tất cả chúng ta ai cũng đang mang một cái nghiệp cũ. Ví dụ ha, bây giờ từ nhỏ tới lớn mình sanh ra mình bệnh là nghiệp cũ chứ gì. Từ nhỏ tới lớn mình bệnh, nhưng mà đừng, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái thân bệnh. Nhưng mà đừng để, tại sao mình bệnh biết không? À, có thể đời trước á, mình cho thuốc người ta mà bằng cái tâm xấu, mình cho người ta uống thuốc để người ta bệnh tật, hay mình hại người ta thế này thế kia, hay mình sát sanh cho nên đời này mình bệnh. Cho nên giờ đời này á, đừng có khó khăn trong khi mình bệnh. Hôm rồi có một cô hình dự khóa tu xong, con mới gặp, con mới nói xin thầy cho con một lời khuyên, thế nào để con có thể con giúp mẹ con, bây giờ mẹ con đang bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà bị bệnh mắt. Thì Pháp Hòa chia sẻ như thế này, Pháp Hòa mới nói nếu mà cô về cô nói chuyện được với bà, thì cô mới nói cho bà hiểu rằng trong con người chúng ta ai cũng đang có những bộ phận đang bị hư hết. Có người không có hư mắt nhưng mà hư tim, hư thận, hư gan, hư ruột, hư bao tử. Bây giờ nghiệm lại coi có người nào mà không có một chút chút gì ở trong cơ thể mà nó đã không đi tới cái trình, cái vấn đề hoại diệt. Cái đó mình không có tự chủ được, mình không có làm chủ được cái thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm. Là mình biết rằng có thân là sẽ có bệnh. Và mỗi một năm nó đi đến cái chỗ già yếu, bệnh tật. Mà cái này Pháp Hòa nói tới nó luôn hoài. Phật dạy mình vậy để chi? Để mình phải vững cái tâm của mình. Tôi biết càng ngày anh càng bệnh, cho nên tôi sẽ không lãng phí những ngày tháng tôi còn lại, tôi ráng tôi làm những gì lợi ích hơn nữa. Cho nên cái tâm mình làm chủ được, cái thân mình làm chủ được. Mình bệnh mà quý vị thấy không, mình mua chiếc xe mới cỡ nào cũng có ngày tới bắt đầu nó hư nó cũ. Cái nhà mình xây mới toanh nhưng mà qua một năm hai năm bắt đầu cũng có chỗ nó hư. Và thậm chí bây giờ những cái máy móc người ta làm đó, người ta làm đó, đều có guarantee có 5 năm à. Và nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa nói, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại cái máy móc mình mua ở ngoài chợ đem về nó hơn mình đó. Tại sao biết không? Nó có giấy bảo quản. Ví dụ mua cái quạt máy nó nói 5 year guarantee, cái này 10 năm guarantee, mà cái thân mình không có bảo quản, không có cái giấy bảo quản. Nó muốn hư lúc nào nó hư, và nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Cho nên cái máy nhiều khi nó hơn mình. Cái máy nó có cái giấy bảo quản, chứ bản thân mình không có cái giấy bảo quản. Mà nếu có giấy bảo gì biết không? Bảo hiểm. Dù có tiền cũng có bảo hiểm nha, không có tiền là cũng có chẳng có bảo hiểm. Như vậy thì mình nhiều khi có tiền mua có bảo hiểm, nhưng mình đâu có mua được cái bảo đảm. Bảo đảm nhận được bảo hiểm không? Không có. Vì vậy cho nên á, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản thôi, tóm ý là tất cả những gì chúng ta đang có, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hay là thậm chí thân mình cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì vân vân, đều là nghiệp cũ hết. Nhưng chúng ta đừng để những cái nghiệp cũ đó, mình dũng nó để mình tạo thêm cái nghiệp mới thì không nên. Bây giờ mình có cái miệng, phải đừng để cho cái nghiệp cũ nó kéo lôi nữa, bắt đầu phải chuyển nó thành cái nghiệp mới. Rồi cái nghiệp mới là như thế nào?
Trước khi mình nói cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ, có chánh niệm về lời nói của mình. Một khi chánh niệm mà có, nhất định sẽ có chánh ngữ. Mà chánh ngữ mà nó có nói rồi, lâu ngày nó thành ra cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Hồi xưa là mình tà nghiệp, tức là mình sống theo cái bản năng bình thường của mình. Cho nên ví dụ như giờ người ta đối xử xấu như vậy, không nhất thiết mình phải đối xử xấu lại. Tại vì như vậy nó chẳng qua nó chỉ tạo thêm cái nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà có những lúc, có một lúc nào đó chúng ta có những người ta cần phải làm như vậy để làm gì? Để cho người kia có cơ hội nhìn lại. Cái đó là đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối cơ. Có những người mình từ bi, nhưng mà lâu lâu mình phải có một cái thái độ gì đó cho người ta hiểu rằng cái việc làm người ta nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng. Cho nên một người mẹ mà đánh một đứa con, nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh, chứ không có phải vì ghét mà đánh, để cho nó ý thức cái việc làm của nó. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này thì chúng ta học được rằng nghiệp cũ và nghiệp mới, và làm sao chúng ta chuyển. Đời này á, mình thiếu thông minh, học hoài không nhớ. Nhưng mình nếu là tôi thiếu thông minh lắm cho nên tôi không thèm học gì hết, thì rõ ràng mình tùy thuận, mình sống theo cái nghiệp đó. Bây giờ á, mình biết mình thiếu thông minh thì mình phải có một cái cách là mình làm sao tăng trưởng cái đó, là siêng năng chút. Siêng năng chút, đừng có để cho cái ý niệm là mình thiếu thông minh, học gì cũng không nhớ, rồi nó cứ cuốn trôi đời mình mãi mãi, một chữ cũng không lọt. Thì chính mình biết mình thiếu thông minh cho nên mình phải ráng học. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học thì đi trong mờ mờ như đi trong tối. Hôm rồi trong khóa tu á, có một em thanh niên, nó nói với Pháp Hòa là nhiều khi con suy nghĩ tới cái tương lai, cái cuộc đời con là con bắt đầu con bấn loạn lên hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em á, em có bao giờ em lái xe ban đêm chưa? Nó nói dạ có. Em có thấy hết tất cả những gì xung quanh không? Dạ không. Thì bây giờ em thấy được cái con đường mà để em lái tới đâu hay tới đó là nhờ cái gì? Nhờ cái đèn xe thôi. Mình đâu có thấy hết, nhưng mà cái đèn nó soi rõ được nhiêu á thì mình lái đi từ 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 vậy. Rồi lâu mình bật cái đèn pha lên để cho nó soi rõ một chút nữa. Nhưng mà hễ mình thấy cái xe ngược chiều với mình mà nó đang đi tới á, thì mình làm gì? Tắt cái đèn pha đi. Mình bật cái đèn pha để cho mình thấy đường mình đi. Nhưng nếu như mình thấy ở đằng kia có cái ánh đèn, người ta đang đi ngược đường, là biết có chiếc xe đang đi tới, đừng có mở đèn pha. Mình sẽ làm chóa mắt cái người bên kia, có thể dễ gây tai nạn. Cũng như thế, cuộc sống của mình đó, cũng giống như là những người lái xe ban đêm vậy đó. Thôi thì bây giờ cái đèn nó rọi được, tới đó mình đi lần theo nó. Rồi lâu lâu đó, bật cái đèn pha lên thấy rõ ràng một chút. Nhưng mà nhớ, có mình nhưng mà cũng có người. Có nghĩa là mình sáng cho mình, đó là mình được cái phần lợi cho mình. Nhưng mình phải nhớ là phải phần lợi cho người khác nữa. Như vậy mới là cái người học Phật tu Phật. Người học Phật tu Phật là không phải lúc nào mình làm việc gì, mình nói cái gì được phần mình mà quên hết mọi người khác là không nên. Cái người học Phật là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thỏa mãn cho mình. Nhưng mình có biết rằng cái cảm giác của người kia làm sao không? Hồi nãy quý vị gọi phone nói cho biết là cô Phật tử bị vậy đó, rồi cũng ngại quá, cũng nói chưa gì hết, cổ té, cô gãy tay, làm cho đại chúng không ai được đi chơi hết. Pháp Hòa nói đưa cái phone cho Hòa nói chuyện với cô. Cô yên tâm, này là chuyện xui rủi ngay muộn, đừng có ngại gì hết á, đại chúng hoan hỷ. Có nhiều khi có người mình sống, mình làm cái gì phiền người ta mình ngại lắm. Nhưng nếu có một lời an ủi
thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ ra, mình được sự cảm thông. Thưa đại chúng, cuộc sống là nó chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt. Mình sống mình cứ cảm thông cho mọi người, mình cứ đặt mình ở cái vị trí người đó, mình sẽ hiểu. Cho nhiều khi mình thấy một cái người là họ giận tức quá, mình trách vợ thôi, nếu mình ở trong cái vị trí đó chắc mình cũng giống như vậy. Và đôi khi chính bản thân mình cũng không có tự chủ được. Nhưng mà rồi bản thân cái người đó cũng phải tự quán chiếu. Không phải mình thấy người ta chiều mình, ta nhịn mình, ta đính mình là mình được nước mình làm tới. Mình phải biết điểm dừng. Và biết cái điểm dừng thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta bỏ qua. Nhưng mình đến lúc nào mình làm quá thì người ta sẽ có cái thái độ đối với mình, là chừng đó cái mình trách người ta là sao? Hổn. Hay là có những thái độ gì là không đúng, thí dụ vậy. Tại mình sống mình thiếu cái sự biết mình, biết người. Cho nên đó, chánh báo y báo đó, nó soi rọi cho nhau. Cái người kia là cái y báo của mình, mình là cái chánh báo của người đó. Tự mình phải thấy được điều đó. Thôi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh Nghiệp Cũ và Nghiệp Mới. Mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới này, chúng ta thêm một tài liệu để tư duy, để quán chiếu, để thiền quán về chữ quán là gì? Biết nhìn, nhìn gần, nhìn xa, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mình, nhìn người. Chữ quán là vậy đó. Có nhiều vị nói, ồ quán là quán sao? Quán không phải là mình lấy cái ống dòm, mình dòm ở đâu đặc biệt đó. Nhưng mà ví dụ như mình đi ăn cơm, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ cái bài học vừa rồi đó. Bây giờ mấy thầy chỉ cho cái mấy đứa cái cách nè. Mình đi sắp hàng, mình lấy cơm, mình thấy món đó ngon lắm, mình lấy rất là nhiều. Nhưng mà mình quên rằng phía sau mình còn rất nhiều người ta đang đứng sắp hàng. Sao mình không lấy thử một cái thôi? Mình ăn cái thôi, rồi nếu mình thấy ngon mình trở lại, hoặc là nếu mà còn dư mình trở lại. Sống như vậy thôi. Chỉ cần mấy đứa sống mà được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tu tập của mình. Đạo Phật á, không phải là một tôn giáo mình cứ tin tưởng mình lại lục. Nhưng mà đạo Phật là một cách sống. Như là mình đi sắp hàng mình lấy cơm vậy. Trước mặt mình là thức ăn rất ngon, trong tay mình đang cầm một cái gấp, và mình được quyền chọn tất cả những món ăn của mình. Nhưng hãy nhớ, phía sau mình còn nhiều người lắm. Cho nên mình nói một lời gì ra đầy uy quyền của mình, nhưng mà có cần thiết không? Có cần thiết để sử dụng cái đó không? Cho nên ông vua đó, có nhiều lúc ông sử dụng cái quyền của một ông vua, nhưng mà có những lúc đó, ông phải cải trang làm thường dân để ông trà trộn trong người dân, để ông thấu hiểu được cái cách sống của người dân. Và ông về ông làm vua tốt hơn, làm vua tốt hơn. Cho nên mình đã ăn sung mặc sướng. Người có những bữa mình ăn bình thường, một nắm con vắt chấm muối vừng, thử cái cảm giác nó sao. Mong đại chúng an vui, và chúng ta lấy cái bài kinh này làm một cái mở cho năm mới này. Hãy bất cứ một lúc nào chúng ta muốn bộc phát một cái gì, nhắc lại mình, coi chừng mình đang tạo thêm nghiệp mới. Mình nghèo, đó là nghiệp cũ. Nhưng đừng ganh tị thì mới gọi là chuyển nghiệp. Đáng nghèo mà còn ganh với người, đáng nghèo là đời trước á. Mình thiếu bố thí, thiếu làm lành, nên đời này nghèo. Bây giờ muốn dứt cái nghiệp nghèo đó, đừng ganh tị với ai. Người ta giàu, mình hãy tùy hỷ. Thì nhờ công đức tùy hỷ đó, đời sau mình khá khang, chuẩn bị cái tâm mình nó mở ra. Thật sự ra nghèo là gì? Khi mình không thấy đủ là nghèo thôi à. Chứ mình không có nghèo. Mình không thấy mình đủ là mình mãi mãi mình nghèo. Còn nếu mình thấy mình đủ là mình ok. Mình không có bằng ai, nhưng mà thật sự mình đâu có thiếu thốn. Cho nên cái chữ tham á, thưa đại chúng, là đại chúng đừng có nghĩ là muốn cái gì cũng gọi là tham. Không phải. Con người mình ai cũng có cái muốn, nhưng mà muốn đúng cái nhu cầu mình cần thì không gọi là tham. Còn muốn mà nó hơn cái mình cần mới gọi là tham. Ví dụ như
mình ăn cái bánh cái no rồi mà thấy ngon quá, chộp thêm hai cái bỏ túi mà không có khe, không có cần biết là ai được ăn không biết, lát mình có ăn mà thiệt lát dư. Cho nên là thỉnh thoảng trong mấy cái buổi lễ mình đi gom hoài mấy vụ đó vậy, cứ nghĩ là sợ đói cho nên lát lấy, mà lấy là không bao giờ nhớ ăn. Nói vậy đúng không? Nó cứ thật ra không có tội, thôi mà nói vậy không có tội gì hết, nhưng mà để cho chúng ta có thêm một cái chút, để chúng ta một cái đề mục chúng ta quán thế nào là tham. Phật dạy rõ ràng không phải muốn là tham, nhưng mà muốn cái mình cần thôi. Thí dụ mình bệnh, mình cần uống thuốc, đâu có tham uống thuốc để mà hết bệnh mà. Thì đây còn uống thuốc là ham sống, còn ham sống phải tu Phật. Ủa, ai cũng ham sống mà ai không sợ chết, nhưng mà có người ta ham sống tôi có làm gì. Cho nên ham sống không có tội, mà thậm chí sợ chết cũng không có tội. Nhưng mà mình ham sống thì mình làm gì? Nhưng mà sợ chết cũng có thoát chết đâu. Thì thế thì sẽ có ngày chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào. Còn chúng ta tham mà cái gì mà nó hơn cái mà nhu cầu của mình, và thậm chí khả năng mình không có, mình cũng ráng mình kiếm cái đó, thì nó hơi nguy hiểm. Vậy thôi. Cho nên tu Phật là vậy. Tu Phật là mình học một cái nghệ thuật, một cái cách sống cho đẹp, sống mà lợi cho mình, mà nhớ phải có lợi cho người nữa, thì mới gọi là người Phật tử. Hay nói cách khác hơn là chúng ta là một con người sống ở đời. Chúng ta biết mình, biết người, thì cái đời sống mình nó trọn vẹn, nó không có luống uổng. Thí dụ như giờ hôm nay đó, 6-7 người lớn ở cái Mỹ đi qua muốn đi chơi, nhưng mà đụng cái trong cái nhóm của mình có một người xảy ra tai nạn, thì cả nhóm hy sinh lo cho vị đó, không có gì phí hết. Không? Mình giúp một người mà người ta được lành bệnh, người ta qua cái cơn nguy hiểm mà hoan hỷ, thì đâu có gì luống uổng đâu, không có gì luống uổng mà thậm chí vui vẻ nữa. Còn nếu mà nói ô vậy hả, thôi để tôi chở chị tới bệnh viện rồi chị tự ngồi đó chị nói chuyện với bác sĩ, rồi tôi bận đi chơi, rồi cái mình về mình nói hận, mình nói trời đi chơi chi chút rồi thấy kỳ quá, mình không có để tâm tới người bạn của mình, thấy không? Thành thử ra mình làm một cái gì đôi khi mình thấy mình mất thời gian một chút, nhưng mình thấy cái điều đó nó đúng, nó phù hợp, và mình đúng như cái con đạo làm người với nhau, thì mình vui vẻ rồi. Thì chúc đại chúng năm mới được an lành, và sẽ gặp lại quý vị kỳ sau. Ở nhà quý vị có học, có kỳ cách đây mấy năm mình có phát cái cuốn U Bà Tắc Giới Kinh đó, cái bìa xanh xanh đó, nhớ không? Kỳ sau quý vị nhớ mang cái cuốn đó lên, tại năm nay mình sẽ học cái cuốn đó. Quý vị đem cuốn đó theo, tại vì Pháp Hòa thấy rằng hình như phát ra rồi thì nó chỉ được nằm trong tủ thôi. Bây giờ Pháp Hòa phải để cho quý vị lôi cái cuốn đó ra trở lại. Nếu ai có cuốn đó ha, 23 tháng này là mình thọ bát quan trai phải không? 23 tháng 1 mình thọ bát quan trai phải không? Thì cái ngày thọ bát quan trai đó mình sẽ bắt đầu học cái cuốn đó. Dạ. Đại chúng nhớ mang theo. A Di Đà Phật. Và lại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô